Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, ông bà ta xưa nay vẫn tin rằng tuổi của hai vợ chồng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường công danh sự nghiệp hoặc hạnh phúc của hai người sau khi đến với nhau trong tương lai. Và đây cũng chính là lý do mà các bậc cha mẹ khi muốn dựng vợ gả chồng cho con thường đi xem tuổi con dâu, con rể tương lai, xem ngày lành tháng tốt để tiến hành làm lễ cưới. Theo quan niệm của các nhà tâm linh học, trong số 12 con giáp thì những gia chủ tuổi Tý kết đôi với những con giáp sau đây khi đến với nhau sẽ được thuận lợi ở mọi phương diện, từ gia đình cho đến sự nghiệp, vì vậy sẽ mang lại hạnh phúc suốt đời, tiền bạc rủng rỉnh đầy nhà. Đó là những cặp con giáp sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu, bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Theo quan niệm của các chuyên gia tử vi phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng, chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm, con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn và mưu trí. Những người tuổi Tý thường là người tiên phong dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với công việc nhàm chán, đơn giản. Tuổi Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó trong cuộc sống của tuổi Tý, tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Trên phương diện tình yêu, tuổi Tý khá đa tình. Họ có thói quen lưu giữ lại những kỷ niệm của tình yêu trong căn phòng của mình. Những người này khi đã yêu rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Họ có xu hướng tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu trong cuộc đời. Thưa quý vị, xét về những người tuổi Tý, chúng ta có 5 tuổi. 1984 Sáp Tý, 1996 Bính Tý, 1948 và 2008 Mậu Tý, 1960 Canh Tý và 1972 Nhâm Tý. Trong video ngày hôm nay, chúng ta xét lần lượt 5 tuổi Tý trên khi kết hợp với tuổi nào thì sẽ gặp giàu sang, phú quý, hạnh phúc đong đầy. Thứ tự lựa chọn bạn đời của những gia chủ tuổi Tý theo các mức ưu tiên sau đây. 1. Tuổi Lộc Tồn, 2. Tuổi Thần Tài, 2. Tuổi Quý Nhân, 3. Tuổi Ngũ Hợp, 4. Tuổi Tam Hợp, 5. Tuổi Nhị Hợp. Muốn có tiền thì chọn tuổi Lộc Tồn, muốn vạn sự may mắn thì chọn tuổi Quý Nhân, Tam Hợp, Ngũ Hợp. Thưa quý vị, trong quan hệ vợ chồng đôi khi không thể tránh khỏi những lúc lời qua tiếng lại khiến cho cơm không lành mà canh cũng chẳng ngọt. Vậy nên để cuộc sống hôn nhân được hòa hợp viên mãn, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng Tam Hợp Quý Nhân Thân Tý Thìn để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy sử dụng bộ tam hợp quý nhân thân tí thìn kết hợp với những loại gỗ quý trong phong thủy để hóa giải thị phi, hóa giải xung sát vợ chồng, chiêu quý nhân giúp đỡ cho gia đạo yên ấm và bình an, từ đó gia chủ sẽ được lộc và phúc hoàn toàn. Quý vị hãy liên hệ với số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết. Như chúng ta đã biết, tuổi Tý nhị hợp với tuổi Sửu, tam hợp với tuổi Thân và tuổi Thìn thành tam hợp thủy cục. Vậy nên với cả năm gia chủ tuổi Tý bao gồm 1984 Sáp Tý, 1996 Bính Tý, 1948 và 2008 Mậu Tý, 1960 Canh Tý và 1972 Nhâm Tý, các tuổi này đều có thể kết hợp với 3 tuổi là Sửu, Thìn, Thân. Chọn được những tuổi này thì cũng phúc lộc đầy nhà, thuận vợ thuận chồng. Tuổi đầu tiên ta xét là những người sinh năm 1984 Giáp Tý. Theo quan hệ thiên can, ta có Giáp lấy lộc tại Dần, Giáp lấy Sửu và Mùi làm quý nhân, Giáp hợp với Kỷ hóa thổ. Theo quan hệ địa chi ta có Tý hợp với Sửu, Tý kết hợp với Thân hoặc Thìn là bán tam hợp thủy cục. Vậy đây sẽ là những tuổi tốt nhất cho gia chủ tuổi Giáp Tý kết duyên. Tuổi lộc của những gia chủ tuổi Giáp Tý là những người tuổi Dần, bao gồm các tuổi 1974 Giáp Dần, 1986 Bính Dần, 1998 Mậu Dần, 1950 Canh Dần, 2010 Canh Dần và 1962 Nhâm Dần. Đó là những tuổi lộc, tuổi thần tài của những gia chủ Giáp Tý 1984. Quý vị hãy chọn cho mình một tuổi phù hợp nhất để kết hôn. Khi tuổi Giáp Tý 1984 lấy được một trong những người tuổi này thì phúc lộc đầy nhà, ăn nên làm ra.
phát phú, phát quý, Sắp Tý mà lấy được những người tuổi Dần thì không giàu mới lạ. Tuổi quý nhân của tuổi Sắp Tý 1984 bao gồm những gia chủ tuổi Sửu và tuổi Mùi. Sửu là dương quý nhân, Mùi là âm quý nhân, bao gồm những người sinh năm sau. Tuổi Sửu dương quý nhân 1985 Ất Sửu, 1997 Đinh Sửu, 1949 và 2009 Kỷ Sửu, 1961 Tân Sửu, 1973 Quý Sửu. Tuổi Sửu vừa được quý nhân lại vừa được lục hợp với tuổi Tý nên lấy được con sắp này thì cực tốt. Tuổi Mùi âm quý nhân 1955 Ất Mùi, 1967 Đinh Mùi, 1979 Kỷ Mùi, 1991 Tân Mùi và 2003 Quý Mùi. Sau tuổi Thiên Lộc thì tuổi quý nhân là lựa chọn tốt thứ hai cho những gia chủ tuổi Giáp Tý 1984. Chọn được 3 tuổi này thì trước sau gì giàu sang phú quý, hạnh phúc trọn đời. Tuổi Ngũ Hợp, Thiên Can Hợp Hòa, ta có bộ sát Kỷ Hóa Thổ. Đây cũng là một trong những tuổi cực kỳ tốt với gia chủ tuổi Giáp Tý. Tuổi Ngũ Hợp bao gồm những tuổi sau: Kỷ Sửu 1949 và 2009, Kỷ Mão 1999, Kỷ Tỵ 1989, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Dậu 1969 và Kỷ Hợi 1959. Đây là những tuổi có thiên can hợp hóa với gia chủ Sắp Tý, vậy nên tuổi này cũng cực tốt. Tuổi tiếp theo ta xét là những gia chủ Bính Tý sinh năm 1996. Chúng ta có Bính lấy Lộc tại Tỵ, lấy Dậu và Hợi làm quý nhân. Ta xét thiên can hợp hóa, ta có bộ Bính Tân Hóa Thủy. Chúng ta lần lượt xét từng tuổi chi tiết như sau. Tuổi Thiên Lộc của những gia chủ Bính Tý 1996 là những người tuổi Tỵ, bao gồm các tuổi 1965 Ất Tỵ, 1977 Đinh Tỵ, 1989 Kỷ Tỵ, 2001 Tân Tỵ và 1953 Quý Tỵ. Đây là những tuổi Thiên Lộc tốt nhất với gia chủ Bính Tý 1996. Lấy được những người tuổi này chắc chắn phúc lộc đầy nhà, giàu sang phú quý bủa vây, vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Tiếp theo ta xét đến tuổi quý nhân của những gia chủ tuổi Bính Tý sẽ có hai tuổi quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Hợi. Tuổi Dậu bao gồm những người sinh năm 1945 và 2005 Ất Dậu, 1957 Đinh Dậu, 1969 Kỷ Dậu, 1981 Tân Dậu và 1993 Quý Dậu. Tuổi Hợi bao gồm những tuổi 1995 Ất Hợi, 1947 và 2007 Đinh Hợi, 1959 Kỷ Hợi, 1971 Tân Hợi và 1983 Quý Hợi. Đây là hai tuổi quý nhân của những gia chủ Bính Tý. Quý vị hãy lựa chọn cho mình một tuổi phù hợp nhất để kết duyên, chắc chắn vạn sự hanh thông, tài lộc bùng phát. Tiếp theo ta xét đến quan hệ ngũ hợp. Những gia chủ Bính Tý 1996 hợp với những gia chủ có thiên can năm sinh là Tân, bao gồm các tuổi sau: 1961 Tân Sửu, 1951 Tân Mão, 2001 Tân Tỵ, 1991 Tân Mùi, 1981 Tân Dậu, 1971 Tân Hợi. Gia chủ tuổi Bính Tý hãy chọn cho mình một con giáp phù hợp nhất để kết duyên, cũng sẽ được hợp hóa, tài vận hanh thông, gia đình hạnh phúc. Tuổi tiếp theo ta xét là những người sinh năm 1948 và 2008 Mậu Tý. Chúng ta có Mậu Tý. Chúng ta có Mậu lấy Lộc tại Tỵ, lấy Sửu và Mùi làm quý nhân. Mậu và Quý là bộ thiên can hợp hóa. Chúng ta xét chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Thiên Lộc, tuổi thần tài của những gia chủ Mậu Tý là những người tuổi Tỵ, bao gồm những người sinh năm 1965 Ất Tỵ, 1977 Đinh Tỵ, 1989 Kỷ Tỵ, 2001 Tân Tỵ và 1953 Quý Tỵ. Những gia chủ tuổi Mậu Tý ưu tiên số 1 là chọn những người tuổi Tỵ này. Quý vị hãy chọn cho mình một tuổi phù hợp nhất để kết duyên nhé. Tuổi Sửu âm quý nhân 1985 Ất Sửu, 1997 Đinh Sửu, 1949 và 2009 Kỷ Sửu, 1961 Tân Sửu và 1973 Quý Sửu. Tuổi Sửu vừa là quý nhân lại vừa được lục hợp với tuổi Tý nên lấy được con sắp này cực kỳ tốt. Tuổi Mùi dương quý nhân 1955 Ất Mùi, 1967 Đinh Mùi, 1979 Kỷ Mùi, 1991 Tân Mùi và 2003 Quý Mùi. Tuổi Ngũ Hợp Mậu Hợp Quý Hóa Hỏa bao gồm các tuổi sau: Quý Sửu 1973, Quý Mão 1963, Quý Tỵ 1953, Quý Mùi 1943 và 2003, Quý Dậu 1993 và Quý Hợi 1983. Đó là những tuổi tốt nhất với những gia chủ Mậu Tý 1948. Tuổi tiếp theo ta xét là Canh Tý, những người sinh năm 1960. Ta có Canh lấy Lộc tại thân, lấy Sửu và Mùi làm quý nhân, thiên can hợp hóa với Ất, chi tiết như sau. Tuổi Thiên Lộc, tuổi thần tài của những người Canh Tý 1960 bao gồm những tuổi 1944 và 2004 Giáp Thân, 1956 Bính Thân, 1968 Mậu Thân, 1980 Canh Thân và 1992 Nhâm Thân. Tuổi Sửu dương quý nhân
1985 Ất Sửu, 1997 Đinh Sửu, 1949 và 2009 Kỷ Sửu, 1961 Tân Sửu và 1973 Quý Sửu. Tuổi Sửu vừa là quý nhân lại vừa lục hợp với tuổi Tý nên lấy được con giáp này cực tốt. Tuổi Mùi âm quý nhân, 1955 Ất Mùi, 1967 Đinh Mùi, 1979 Kỷ Mùi, 1991 Tân Mùi và 2003 Quý Mùi. Tuổi Ngũ hợp Ất Canh hợp Hóa Kim bao gồm các tuổi sau: Ất Sửu 1985, Ất Mã 1975, Ất Tỵ 1965, Ất Mùi 1955 và Ất Dậu 1945. Đó là những tuổi tốt nhất khi gia chủ canh Tý 1960 kết duyên sẽ được hưởng phúc trọn đời, giàu sang phú quý, trăm năm hạnh phúc. Tuổi thứ năm ta xét là những gia chủ sinh năm 1972 Nhâm Tý. Ta có Nhâm lấy Lộc tại Hợi, lấy Tỵ và Mão là quý nhân, Nhâm và Đinh là ngũ hợp, chi tiết như sau. Tuổi Lộc Tồn, tuổi thần tài của những gia chủ Nhâm Tý 1972 là những tuổi sau: 1995 Ất Hợi, 1947 và 2007 Đinh Hợi, 1959 Kỷ Hợi, 1971 Tân Hợi và 1983 Quý Hợi. Tuổi Tỵ, tuổi quý nhân của Nhâm Tý bao gồm những tuổi sau: 1955 Ất Mùi, 1967 Đinh Mùi, 1979 Kỷ Mùi, 1991 Tân Mùi và 2003 Quý Mùi. Tuổi Mão, quý nhân của gia chủ Nhâm Tý bao gồm những gia chủ năm sinh sau: 1975 Ất Mão, 1987 Đinh Mão, 1999 Kỷ Mão, 1951 Tân Mão và 1963 Quý Mão. Tuổi Ngũ hợp là những người tuổi có thiên can Đinh, bao gồm những tuổi sau: Đinh Sửu 1997, Đinh Mão 1987, Đinh Tỵ 1997, Đinh Tỵ 1977, Đinh Mùi 1967, Đinh Dậu 1957 và Đinh Hợi 1947. Đó là những tuổi kết hôn tốt nhất của những gia chủ Nhâm Tý 1972. Quý vị hãy lựa chọn cho mình một tuổi phù hợp nhất để kết duyên nhé. Thưa quý vị, như vậy chúng ta vừa xét xong những gia chủ tuổi Tý kết duyên với tuổi nào thì hợp nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi đóng góp hay thắc mắc của quý vị hãy để lại ở ô bình luận bên dưới hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.